Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dân cười khinh bỉ đảng Ngày 23 tháng 6, Báo Tiếng Dân đăng bài Cách mạng màu đỏ của nhà báo Nguyễn Thông. Bài viết bình về tình trạng thối nát của giới quan chức, lãnh đạo đảng, cũng như các hành xử nhố nhăn coi thường dân chúng của đảng. Và đây là hình bài trên báo Tiếng Dân. Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả, nội dung như sau. Ngày 21 đến ngày 22 tháng 6, báo chí mậu dịch đồng loạt đưa tin Bộ chính trị, ban bí thư và trung ương dĩ nhiên đều của đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng trong nhóm 20 được thôi các chức vụ: ủy viên bộ chính trị, ủy viên trung ương đảng, bí thư thành ủy Hà Nội cùng nhiều chức vụ lằn nhằn dây điện khác. Đây là chuyện riêng của đảng, lẽ ra dân không cần quan tâm. Tất nhiên quốc hội sẽ theo chỉ thị, chỉ đạo của đảng, bãi chức đại biểu quốc hội của ông Dũng nay mai cũng kiểu cho thôi. Quốc hội chả là gì? khi đảng đã sức lệnh xuống thì cứ thế mà làm về sự việc này có nhiều nhố nhăn lẽ ra từ quan chí dân ai làm sai làm bậy cứ chiếu theo pháp luật mà xử lý không phân biệt quan hay dân đâu có cái thói quan làm sai thì chỉ xin lỗi còn dân sai thì chịu trách nhiệm trước pháp luật mai tiến dũng cả đời không biết có làm được điều gì để lại tiếng thơm hay không nhưng phát ngôn được câu ấy quả thật lưu xú danh với đời và đây là hình đinh tiến dũng cựu bộ trưởng bộ tài chính Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội, ủy viên Bộ Chính trị, người mới bị cho thôi tất cả các chức vụ trong đảng. Cả một bộ máy từ ông cao nhất tới đứa cán bộ quèn, cả hệ thống chính trị với vô vàng tổ chức đoàn thể, cả hệ thống tuyên truyền tuyên giáo dày đặc, lúc nào cũng mở loa ca ngợi cuộc chống tham nhũng, nào lò đượm, củi gọc, củi khô, củi tươi, kiên quyết đến cùng, không có vùng cấm, nhưng khi cần đốt thì lại than rơm ướt ra ẩm, bật diêm không cháy, lách kiểu này, né kiểu khác rõ nhất là việc tạo điều kiện cho đương sự tự nguyện làm đơn xin nghỉ việc, xin thôi chức, xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân. Cứ như trò đùa, coi thiên hạ không ra gì. Xưa nay, đám quan lại quyền cao chức trọng, đám chấp bu cả trung ương lẫn địa phương, chả có đứa nào lúc đương chức, đang hét ra lửa, ngửa ngửa xe xe, vân vân váo váo, nói ra một lời làm muôn người kinh sợ, chỉ muốn kéo bè kéo cánh, cha truyền con nói, lại tự nguyện tự giác bỏ chức bỏ ghế, bỏ quyền lực cả họa có điên, đốt đuốc giữa ban ngày chẳng tìm ra. Nó có phạm tội, nhúng chàm, nó cũng giấu biệt. Khi đã biết nó phạm tội, hại dân, hại nước, chỉ vơ vét cho bản thân và gia đình, dòng họ, thì cứ việc lôi ra mà trảm. Từ lông đầu trảm tới cẩu đầu trảm. Và đây là hình Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, người phải chịu trách nhiệm về tình trạng thối nát của đảng hiện nay. Như bao công thời xưa, đã đốt lò thì bàn thái sư cũng không tha, nhưng bao công biết tôn trọng luật pháp, thời nay thì không phải vậy. Ông hàng xóm nhà tôi bảo, kỷ luật mà không dám nói thẳng là kỷ luật thì còn làm được trò gì? Cứ tuyên truyền về lò chống tham nhũng, vùng cấm, vùng kiết, thực tế lại khác hẳn, chỉ toàn lừa mị. Công khai lừa mị những người cả tính, ngây thơ. Thật buồn, đám cả tính ấy lại khá đông, hoặc do không biết gì, hoặc vì giúp lợi cá nhân mình. Nếu thật sự chống tham nhũng không vùng cấm, có giỏi hãy lôi đám có đơn xin thôi chức vụ, tự nguyện xin nghỉ việc như Phúc, Thưởng, Huệ, Mai, Trần Tuấn Anh đến tiếng dũng ra, đối diện pháp luật, xét xử một cách công bằng. Kẻ ngôi cao việc trọng cũng như đứa ăn trộm vịt đều phải bình đẳng trước pháp luật. Đốt lò cách mạng nửa vời, nói thật giống như một hí trường. Cách mạng màu nhưng là màu đỏ, còn không thì nên dẹp lò. Dân biết cả chỉ bởi họ không thể làm gì, nhưng họ cười khinh bỉ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dân cười khinh bỉ đảng Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ kêu gọi Việt Nam ủng hộ Ukraine sau chuyến thăm của Putin. Ngày 22 tháng 6, VOA tiếng Việt loan tình, Mỹ kêu gọi Việt Nam ủng hộ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Theo đó, ngày 20 tháng 6, Hoa Kỳ đã kêu gọi Việt Nam ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine sau chuyến thăm của ông Putin tới Hà Nội, nhằm tìm cách củng cố các liên minh trước các chế tài ngày càng gia tăng của phương Tây nhắm vào Moscow. VOA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng, chúng tôi hy vọng rằng bất kỳ quốc gia nào khi tham gia đối thoại với chính phủ Nga và đặc biệt là khi tiếp đón các nhà lãnh đạo từ chính phủ Nga, sẽ thể hiện rõ sự tôn trọng của họ đối với các nguyên tắc của hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và truyền đạt rằng những nguyên tắc đó phải được duy trì trên toàn thế giới. Và đây là hình bài trên VOA. Trong khi đó, VOA cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ về châu Á đang tới Hà Nội để tái khẳng định mối quan hệ sau khi Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ song phương vào năm ngoái. Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao, ông Daniel, phụ tá ngoại trưởng đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, sẽ tới Hà Nội từ ngày 21 đến ngày 22 tháng 6. VOA dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, ông sẽ gặp các quan chức cấp cao của chính phủ Việt Nam để nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của Hoa Kỳ. Trong việc thực hiện quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ và Việt Nam và hợp tác với Việt Nam, để hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. VOA cũng cho biết, các quan chức Mỹ không có đánh giá khi được các phóng viên hỏi liệu có dấu hiệu nào cho thấy các công ty hoặc người Việt Nam đang hỗ trợ vật chất cho Moscow trong cuộc chiến với Ukraine hay không, hoặc liệu Washington có cảnh cáo Hà Nội chớ có làm điều đó hay không. VOA dẫn lời ông John Kirby, cố vấn truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia nói rằng Hoa Kỳ sẽ tập trung vào việc tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và mở rộng, cải thiện mối quan hệ này vì lợi ích chung của chúng ta đối với mọi bên và với khu vực. Và đây là hình cụ đại sứ Mỹ ở Việt Nam, trợ lý Ngoại trưởng Daniel. VOA nhắc lại ngày 20 tháng 6, Nga và Việt Nam đã cam kết tăng cường quan hệ trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin nhằm củng cố các liên minh của ông để chống lại những nỗ lực của phương Tây hầu cô lập Moscow trong cuộc chiến ở Ukraine. VOA dẫn phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm nói với các phóng viên sau cuộc hội đàm với ông Putin rằng Nga và Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống trên cơ sở luật pháp quốc tế vì hòa bình, an ninh trong khu vực và trên thế giới. VOA cũng dẫn phát biểu của ông William Kearney, thành viên cấp cao của tổ chức Gen Research, nói rằng chắc chắn Việt Nam phụ thuộc vào Nga về dầu mỏ, thiết bị quân sự và một số công nghệ. Tuy nhiên, Việt Nam dường như đang cố gắng có khoảng mở rộng của mình để tìm kiếm các hướng khác cho thiết bị quân sự một lý do có thể là Việt Nam nhận thấy nhiều thiết bị quân sự của Nga hoạt động kém ở Ukraine. Cuối cùng, VOA dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thường trực của Hạ viện Hoa Kỳ, dân biểu đảng Cộng hòa Turner, nói trong một sự kiện tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington rằng Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều trực giác cảm nhận được rằng Trung Quốc, Nga, Triều Tiên, Iran đang hợp tác cùng nhau trong việc phát triển năng lực cũng như trong việc đe dọa Hoa Kỳ. Tôi nghĩ những cuộc gặp mang tính biểu tượng này sẽ cho phép chúng ta tập trung vào vấn đề này như một mối đe dọa đã và đang xảy ra. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Mỹ kêu gọi Việt Nam ủng hộ Ukraine sau chuyến thăm của Putin. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.